Hello, xin chào các bạn và tất cả chúng ta, các em. Chúng ta sẽ tiếp tục sang câu tiếp theo, câu số 81. Một hỗn hợp gồm nhôm và sắt có khối lượng là 8,3 gram. Nhôm, sắt. Cho X vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3. Số mol là 0,1. Và CuNO3 2 lần. Số mol là 0,2. Sau khi phản ứng kết thúc thì thu được chứa rắn B. Kết thúc. Thì thu được chất rắn B và dung dịch C là mất bằng hoàn toàn. Chất rắn B, dung dịch C. Chú ý, ban đầu tiên ta có dung dịch X là AgNO3 không màu, CuNO3 lần là màu xanh. Vì vậy dung dịch C mất màu tương đương với việc là không còn CuNO3 lần. Mất màu hoàn toàn tương đương với CuNO3 lần hết. Hoàn toàn sẽ có thứ tự calci ion kim loại tạo thành trong muối là tính oxy hóa tăng dần. AlNO3 3 lần. Và FeNO3 là. Chúng ta chú ý B hoàn toàn không tan trong HCl. Thứ tự kim loại tạo thành bạc, đồng. Do B không tan HCl nên chắc chắn không có sắt. À vậy, do có đồng dư nên là chắc chắn là kiểu gì chỉ có FeNO3 2 lần thôi. Là kết luận ở đây. Để bài câu xác định khối lượng của B. Đây. Bạc đồng. Đó là tôi đã tìm được luôn bảo toàn nguyên tố bạc 0,1 thì 0,1. Đồng 0,2 thì 0,2. Với khối lượng bằng 0,1 nhân 1,8 cộng 0,2 nhân 64 23,6 gam. Vậy khối lượng của B bạc cộng mờ đồng bằng 23,6 gam. Vậy câu tiếp tìm phần trăm khối lượng của nhôm và phần trăm khối lượng sắt trong hỗn hợp vần nào. Vậy ta đặt số mol nhôm là A thì số mol sắt là B. Bảo toàn nhôm thì này là A, sắt thì này là B. Ta có quy trình đầu tiên 27A. 27A cộng 56B thì bằng 8,3. Phương trình thứ hai bảo toàn gốc đối 3 trừ 3A cộng 2B thì bằng 0,1 cộng 0,2 nhân 2. Đây là tìm ra về. A bằng 0,1, B bằng 0,1. Sau đây các em đây là phần trăm khối lượng nhé. Và chúng ta đã tìm được phần trăm khối lượng của nhôm trong một lần ban đầu là bằng 0,1 nhân 27 2,7 chia 8,3 32,53%. Còn phần trăm khối lượng của sắt lấy 100% trừ đi 3,53. Xong. Chúng ta xong câu 2.